Rõ ràng là canh tác để tạo ra các sản phẩm hữu cơ không phải là một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, các mô hình thành công thì lại thường đem đến lợi nhuận vô cùng to lớn. Trong phóng sự sau đây, chúng ta sẽ đến với một mô hình canh tác hữu cơ đã thành công và xuất khẩu được sản phẩm của mình vào nhiều thị trường ở các nước phát triển. Câu chuyện cho thấy là mặc dù trồng hay là không trồng sản phẩm theo mô hình hữu cơ là lựa chọn của mỗi người nông dân, nhưng rõ ràng là canh tác hữu cơ là một cách hiệu quả để nâng cao giá trị của các nông sản xuất khẩu. Để có thể thành lập được trang trại hữu cơ của mình, ông Võ Minh Khải đã phải tìm vào tận khu vực vành đai của rừng U Minh Hạ. Bởi theo ông Khải, chỉ ở đây ông mới có thể có được những vùng đất sạch thích hợp để canh tác hữu cơ. Năm 2008, trang trại của ông được thành lập và rộng gần 320 ha. Lúa là cây trồng phổ biến nhất tại đây, chiếm tới 2/3 diện tích trang trại. Đầu tiên là đất và nước phải là sạch. Sạch đây mình hiểu là nó không có tồn dư hóa chất trong nông nghiệp. Canh tác hữu cơ là vẫn được phép dùng phân bón, vẫn được dùng chế phẩm sinh học. Chỉ có khác biệt là tất cả cái đầu vào phải là chế phẩm nó có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên. Mất nhiều công sức để chọn đất trồng và nhiều chi phí để canh tác hữu cơ. Cuối cùng, tâm huyết của ông Khải cũng đã được đền đáp. Cho đến thời điểm này, đã có 4 thị trường gồm Nga, Anh, Singapore và Canada chấp nhận mua gạo của ông Khải với giá rất cao từ 1.800 đô la Mỹ đến 4.000 đô la Mỹ một tấn, tức là gấp 5 đến 10 lần so với mức giá gạo thông thường. Nhưng để có được kết quả tích cực này, doanh nghiệp cũng cần phải mất gần 10 năm cho việc nghiên cứu giống, xây dựng thương hiệu và mất thêm 4 năm nữa để xâm nhập vào các thị trường. Sự khác biệt đầu tiên là chúng ta cũng gạo nhưng mà gạo sạch tuyệt đối, không có quá chất. Cái khác biệt thứ nhì là cái khác biệt nằm ở giống, đặc tính giống. Vậy thì chúng ta có thể làm sao mà chúng ta tạo ra một cái loại gạo không phải là chiều dài hay chiều ngắn, thấy không? Nhưng mà cái nội hàm dinh dưỡng, cái này rất quan trọng. Trước đây chúng ta ăn cái gạo này thì ngoài nó cung cấp cái năng lượng, tại vì nó là truyền thống mà, bên cạnh nó có giúp ích cho cơ thể không? Ví dụ nó có cái vitamin gì đặc biệt, hoặc là cái hàm lượng muối khoáng nó cao hơn bình thường, hoặc là những hoạt chất sinh học. Năm 2014, thương hiệu gạo Hoa Sữa Food được tổ chức giám định Control Union của Hà Lan trao chứng nhận là nhãn hiệu gạo hữu cơ Bio Organic theo tiêu chuẩn cao nhất của Mỹ và EU. Hoa Sữa Food hiện là thương hiệu gạo Việt Nam duy nhất có được giấy chứng nhận này. Rõ ràng, cuộc chơi canh tác hữu cơ dù hết sức khó khăn, nhưng nếu thành công lại đem đến những kết quả vượt trội so với thông thường.